Sau khi vòng 1/8 của Asian Cup 2023 khép lại, Đông Nam Á cũng đã chính thức sạch bóng các đại diện tại đấu trường số 1 châu Á cấp độ đội tuyển. Cùng với đó, các trận đấu tứ kết cũng đã lộ diện. Tajikistan sẽ đối đầu Jordan ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra vào lúc 18:30 ngày 2 tháng 2. Tới 22:30 cùng ngày, Australia sẽ chạm trán Hàn Quốc. Hai trận đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 2. Vào lúc 18:30, Iran sẽ gặp đương kim áo quân Nhật Bản. Tới 22:30 cùng ngày thì chủ nhà Qatar sẽ đối đầu Uzbekistan ở cặp tứ kết cuối cùng. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này sẽ là giữa chính Iran và Nhật Bản, hai đội cựu vô địch châu Á tái ngộ hơn 4 năm sau trận bán kết Asian Cup 2019 kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Nhật Bản. Bên cạnh cặp đấu này, Australia cũng sẽ được hứa hẹn tạo nên một trận đại chiến với Hàn Quốc. Nhìn vào danh sách 8 đội có mặt ở vòng tứ kết, chỉ có hai đại diện ở khu vực Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây quả thực là một sự đi xuống so với những giải đấu được diễn ra trước đây. Thái Lan đã được kỳ vọng rằng có thể tái lập thành tích của đội tuyển Việt Nam 4 năm trước. Nhưng rốt cuộc, đội tuyển xứ sở Chùa Vàng cũng đành phải ra về, mặc cho đã thi đấu rất nỗ lực. Tây Á dù đã mất đi đại diện rất mạnh là Ả Rập Xê Út, nhưng họ vẫn còn đó 3 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết lần này. Vòng 1/8 của Asian Cup 2023 khép lại với không ít bất ngờ khi hai ứng viên vô địch là UAE, Iraq thất bại trước Tajikistan, Jordan. Hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia cũng không thể làm nên bất ngờ trước Uzbekistan và Australia quá mạnh. Những đội bóng đẳng cấp cao như Iran, Qatar, Nhật Bản cũng giành vé đi tiếp đầy thuyết phục. Trận đấu đáng chú ý nhất là Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Vòng tứ kết Asian Cup 2023 tại Qatar sớm chứng kiến cuộc so tài giữa các đại diện giành vé dự World Cup 2022. Đáng chú ý, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia là 4 đội dẫn đầu châu Á theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Cặp đấu tứ kết Hàn Quốc và Australia hứa hẹn gay cấn và đoàn quân huấn luyện viên Klinsmann được đánh giá cao hơn nhờ dàn ngôi sao thi đấu tại châu Âu như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae. Ở trận chung kết Asian Cup 2015, Australia thắng Hàn Quốc để lên ngôi vô địch. Cả hai thế lực bóng đá châu Á đều muốn vào bán kết năm nay để xóa đi nỗi đau bị loại ở tứ kết Asian Cup 2019 tại UAE cách đây 5 năm. Cuộc so tài Nhật Bản và Iran được coi là trận chung kết sớm tại Asian Cup 2023 giữa hai đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện tại. Ở bán kết Asian Cup 2019, Nhật Bản đã thắng Iran 3-0 để góp mặt trong trận chung kết. Chủ nhà Qatar đối đầu Uzbekistan nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi đây là hai đội tuyển có lối chơi thiên về kỹ thuật. Áp lực của Qatar khá lớn khi họ nhận được sự kỳ vọng phải bảo vệ trước vô địch. Trận đấu Jordan và Tajikistan hứa hẹn vô cùng khó đoán khi đại diện Trung Á kỳ vọng làm nên lịch sử ở giải đấu năm nay. Jordan được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm, nhưng đội bóng Tây Á đối diện không ít khó khăn trước Tajikistan sở hữu đội hình trẻ trung và có được lợi thế tâm lý khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết giải đấu hàng đầu châu lục. Có thể thấy những anh tài top đầu khu vực châu Á và được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Úc đều hiện diện. Chủ nhà Qatar cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tiến sâu tại giải. Trong khi đó, Uzbekistan cho thấy họ là thế lực mới nổi của bóng đá châu lục khi giành vé đầy xứng đáng. Bên cạnh các đội bóng mạnh, vòng tứ kết Asian Cup 2023 cũng có hai cái tên đã gây bất ngờ là Jordan và Tajikistan. Trong số này, Tây Á là khu vực chiếm ưu thế khi có 3 đại diện, trong khi đó Đông Á chỉ còn 2 đại diện là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ là hai đại diện duy nhất của khu vực Đông Á vẫn còn tiếp tục đồng hành với giải đấu, mà họ cũng chính là hai trong số những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Hai đội bóng này đã vượt qua vòng 1/8 theo những cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là sẽ đều phải chạm trán với một đối thủ rất mạnh ở vòng đấu tứ kết. Thử thách trước mắt là rất lớn và rõ ràng, nếu muốn giành được chức cúp vô địch, sự nỗ lực của cả hai phải được đẩy lên cao hơn nữa. Đội tuyển Hàn Quốc đã phải trải qua vòng bảng và 1/8 theo cách tương đối vất vả. Son Heung-min chỉ đứng thứ hai ở bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ dưới cờ như Bahrain, Jordan và Malaysia. Thậm chí trước các đội bóng yếu hơn như Jordan hay Malaysia, Hàn Quốc cũng phải mất rất nhiều sức mới có được tỷ số hòa. Sau vòng bảng, đội bóng xứ sở kim chi để thủng lưới đến 6 bàn. Đây là con số ngoài sức tưởng tượng với đội bóng hàng đầu như Hàn Quốc. Mới nhất ở vòng 1/8, Hàn Quốc cũng tiếp tục phải trải qua một trận đấu hết sức căng thẳng với Ả Rập Xê Út. Son Heung-min cùng toàn đội bị đối thủ dẫn trước trong phần lớn hiệp 2 và cần phải đợi đến màn tỏa sáng của Cho Ge-sung ở phút 90+8 mới đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi kết liễu đối thủ trên chấm luân lưu kịch tính. Việc phải vắt sức hết trong 120 phút chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến nền tảng thể lực của Hàn Quốc. Đội quân của Klinsmann chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào cuộc đọ sức với Australia ở tứ kết. Trong khi đó, đối thủ của họ có đến 4 ngày nghỉ chuẩn bị cho cuộc đọ sức sắp tới. Thế nên không ngạc nhiên nếu Hàn Quốc tiếp tục lại có một trận đấu khó khăn trước Australia.
Australia vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở Asian Cup 2023. Đội bóng xứ chuột túi không mấy khó khăn để đi tiếp với vị trí nhất bảng B. Họ thắng nhẹ nhàng Ấn Độ 2-0, Syria 1-0 và chia điểm với Uzbekistan với tỷ số 1-1. Ở vòng 1-8, Australia cũng không phải tốn quá nhiều sức để có thể hạ gục Indonesia với tỷ số 4-0. Có thể nói Australia vượt qua những trận vòng bảng và 1-8 là tương đối dễ dàng. Đội quân huấn luyện viên Arnold vẫn chưa gặp phải một thử thách thực sự nào để kiểm chứng đẳng cấp. Hàn Quốc nhỉnh hơn Australia những ngôi sao có khả năng tạo ra đột biến. Tuy nhiên sẽ không dễ để thầy chó huấn luyện viên Jürgen Klinsmann giành chiến thắng bởi đội bóng xứ sở chuột túi thi đấu rất gắn kết, đồng thời họ rất nguy hiểm ở những tình huống cố định. Đối thủ của đội tuyển Nhật Bản thì cũng không kém cạnh, đó là Iran, một trong những đội bóng hàng đầu khu vực hiện tại. Trong lịch sử đối đầu, Iran và Nhật Bản có thành tích rất cân bằng, mỗi đội thắng 6 trận và hòa 6 trận còn lại. Đây là cuộc so tài thường xuyên xảy ra tại các kỳ ASEAN từ 1951 đến 1986. Nhưng từ khi hai đội thi đấu Asian Cup chưa từng một lần nào Iran đánh bại được Nhật Bản. Iran 4 lần thắng được Nhật Bản tại ASEAN và 2 lần còn lại là ở vòng loại World Cup. Samurai xanh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với đối thủ nhờ đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao. Tuy vậy, Iran cũng có vũ khí riêng của mình là những tình huống không chiến. Mặc dù là những đội tuyển đang xếp ở top đầu châu Á, nhiều lần tham dự World Cup và sở hữu rất nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu trong đội hình, tuy nhiên cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có chung một điểm yếu cố hữu liên quan đến vấn đề phòng ngự. Nó có thể không ai tin, nhưng số bàn thua từ đầu giải đã cho thấy sự yếu kém của cả hai. Vậy nên Nhật Bản và Hàn Quốc trước hết cần phải cải thiện và tìm cách khắc phục vấn đề của mình, hoặc không chừng họ sẽ phải hối hận nếu tiếp tục những sai lầm. Một điều bất ngờ là đội bóng đứng hạng 17 thế giới như Nhật Bản lại không có nhiều thủ môn dày dặn kinh nghiệm trong đội hình. Họ mang 3 thủ môn đến Asian Cup 2023 là Jayan Suzuki, Daya Maekawa và Brandon Nozawa. Trong đó Jayan Suzuki là thủ môn khoác áo tuyển Nhật Bản nhiều nhất so với hai người còn lại. Tuy nhiên màn trình diễn của thủ thành gốc Mỹ cho đến thời điểm hiện tại là vô cùng đáng thất vọng. Ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, Jayan Suzuki đã phản xạ khá chậm ở cú đánh đầu của Bùi Hoàng Việt Anh và tạo điều kiện cho Tuấn Hải đá bồi. Tiếp đó anh đẩy bóng thiếu an toàn trong trận đấu với Iraq để Ayman Hussein đánh đầu tung lưới. Ở trận gặp Indonesia, Jayan Suzuki cũng phản ứng chậm ở thời điểm Sandy Walsh ghi bàn. Nhật Bản tiếp tục để lại nỗi lo cho người hâm mộ với những pha bóng phòng ngự thiếu tập trung và thiếu sự chủ động. Ở trận đấu vừa qua với Bahrain, họ đã để thủng lưới vào hiệp 2 trong một tình huống mà cả thủ môn Jayan Suzuki lẫn tiền đạo Ueda đều lao vào bóng. Cả hai không chú ý, cùng tranh bóng khiến đội nhà nhận bàn thua. Dĩ nhiên với thực lực vượt trội, Nhật Bản vẫn bảo toàn chiến thắng sau tình huống Ueda lập công chuộc tội bằng bàn ấn định tỷ số 3-1. Nhưng vào vòng trong khi các đối thủ đáng gờm hơn, Nhật Bản chắc chắn sẽ đối diện với nhiều mối lo hơn. Sau trận gặp Bahrain, các thành viên của Nhật Bản đã thừa nhận thiếu sót trong khâu phòng thủ, đặc biệt là chống bóng bổng. Thủ thành Suzuki, người bị điểm mặt chỉ tên nhiều nhất từ đầu giải, đã lý giải về pha phòng ngự sai sót của anh. Cho dù chúng tôi có mắng nhau thế nào thì đó cũng là tình huống mà cầu thủ đã ham bóng. Tôi cảm thấy như mình có thể bắt được bóng, nhưng tôi đã va chạm với đồng đội và để thủng lưới. Suzuki giãi bày. Như vậy, cả 6 bàn thua của Nhật Bản từ đầu giải đều đến từ bóng bổng. Thực sự họ sẽ phải cải thiện nhiều điều nếu muốn tiến vào chung kết hay trước mắt là gặp Iran tại tứ kết. Trước khi Asian Cup khởi tranh, hầu hết người hâm mộ Hàn Quốc đều cho rằng việc nằm chung bảng với Bahrain, Jordan và Malaysia sẽ không quá khó khăn. Mọi thứ bắt đầu với chiến thắng 3-1 trước Bahrain nhờ cú đúp của Lee Kang-in. Sau đó Hàn Quốc phải nhờ pha phản lưới nhà phút cuối mới gỡ hòa 2 đều với Jordan. Và cho dù thái độ có nghiêm túc hay không thì việc để một đối thủ Đông Nam Á như Malaysia cầm hòa đến 3 đều là điều không thể chấp nhận được. Thực tế là việc Hàn Quốc để thủng lưới 6 bàn trong 3 trận trước những đối thủ được xếp hạng FIFA thấp hơn đáng kể là một điều đáng lo ngại. Huấn luyện viên Klinsmann đã đổ lỗi cho trọng tài về 2 bàn thua trước Malaysia, song nó giống như một lời bào chữa vụng về. Nếu không có phong độ xuất sắc của Lee Kang-in, Hàn Quốc sẽ không giành được 5 điểm và thậm chí còn có thể bị loại. Không chỉ đau đầu về hàng thủ yếu ớt, Klinsmann sẽ còn phải khắc phục hàng công nữa khi Son Heung-min đang bị cô lập ở tuyến trên. Điều đáng lo ngại là rất khó để tìm thấy một chiến thuật hay lối chơi tổng thể ở đội tuyển Hàn Quốc hiện tại. Thay vào đó, chỉ có sự phụ thuộc vào những cầu thủ lớn tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Điều này có thể đưa đội đi đến một chặng đường nhất định, nhưng khó có thể tiến xa hơn. Trước mắt là Australia và chắc chắn Hàn Quốc cần thể hiện một bộ mặt tích cực hơn nếu như không muốn bị loại. Vậy thì cơ hội để các đội bóng vượt qua vòng tứ kết ra sao? Nhật Bản chắc chắn muốn thắng Iran, xa hơn họ muốn lấy lại những gì đã mất năm 2019. Còn Hàn Quốc với siêu sao Son Heung-min đang mong muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu cấp châu lục ở năm nay. Về cơ bản, đến giai đoạn này, các đội bóng có tiềm lực đều đã đi tiếp trong giải. Chính vì vậy, giải đấu vẫn đang có những bất ngờ phía trước và chờ mọi người đón xem. Nhật Bản và Iran sẽ tạo thành cặp đấu chung kết sớm khi đây chính là hai đội tuyển mạnh nhất châu Á, nếu theo bảng thứ tự của FIFA.
Thành tích đối đầu của họ cũng cân bằng với 6 trận thắng, 6 hòa và 6 thua cho mỗi đội. Tuy nhiên trong 7 trận gần đây, Iran mới thắng Nhật Bản một lần. Gần nhất, thầy trò Hajime Moriyasu cũng đè bẹp Iran 3-0 tại bán kết Asian Cup 2019. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Australia cũng cân tài khi chỉ số đối đầu chỉ nhỉnh hơn xít sao, nghiêng về đội bóng xứ sở chuột túi với 12 trận thắng, 10 hòa và 11 thua. Kết quả giữa hai đội 6 trận gần đây cũng tương đồng, mỗi đội thắng 2, hòa 2 và thua 2 trận. Nhưng Son Heung-min và đồng đội sẽ muốn đòi nợ Australia sau thất bại chung kết Asian Cup 2015. Tajikistan đã giành vé vào vòng tứ kết đầy bất ngờ khi thắng đội bóng được đánh giá cao hơn là UAE ở loạt đá luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 1 đều ở 120 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, đối thủ của đội bóng này tại tứ kết là Jordan cũng không được đánh giá cao bằng Iraq tại tứ kết. Vậy nhưng bằng sự cuột khởi và lối chơi hợp lý trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, thầy trò huấn luyện viên Amuta Hossein đã có bàn mở tỷ số. Sau đó họ bị Iraq vượt lên dẫn 2-1, nhưng ở những phút bù giờ cuối trận, bằng một tinh thần không khuất phục, Jordan đã có 2 bàn để vượt lên thắng 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết bằng một cách rất khó tưởng tượng được. Với việc giành vé vào tứ kết bằng những kịch bản khó ngờ như thế, nên cả Tajikistan và Jordan đều có sự hưng phấn rất lớn về tinh thần, đặc biệt là Tajikistan. Sở dĩ nói thế vì Tajikistan lần đầu tiên có mặt tại Asian Cup 2023 và họ đang viết nên một câu chuyện cổ tích cho riêng mình. Vì thế ở cuộc đối đầu này dẫu không được đánh giá cao bằng Jordan, nhưng bằng sự hưng phấn và cả tinh thần thoải mái khi chơi đến đâu hay đến đấy, Tajikistan đang được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ. Ở chiều ngược lại, Jordan dẫu gì vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Do đó giới chuyên môn tin rằng với lối chơi hợp lý, thể lực sung mãn và tinh thần bất khuất, Jordan sẽ vượt Tajikistan để có mặt ở vòng tứ kết. Đội chủ nhà Qatar đã có màn ngược dòng để đánh bại Palestine 2-1 để giành quyền vào tứ kết và hướng đến việc bảo vệ thành công ngôi vương. Chướng ngại vật phía trước họ là nhà đương kim vô địch Asian Cup cần phải vượt qua chính là Uzbekistan, đội bóng đã loại đại diện cuối cùng của Đông Nam Á khỏi giải đấu. Qatar được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, việc đánh bại Uzbekistan chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chuyên trang phân tích Opta cũng đã đưa ra nhận định về khả năng tiến vào bán kết của các đội, trong đó Qatar là đội đang có khả năng giành chiến thắng cao nhất. Ngoài ra, Nhật Bản, Australia và Jordan cũng sở hữu phần trăm chiến thắng cao hơn đối thủ của mình. Như vậy là đã xác định được 4 cặp đấu cực kỳ hấp dẫn tại vòng tứ kết Asian Cup 2023. Mọi diễn biến căng thẳng nhất đang chờ đợi chúng ta ở trước mắt. Sẽ là những diễn biến đúng với dự đoán hay sẽ có địa chấn xảy ra? Có lẽ phải đến khi bóng lăn chúng ta mới có được câu trả lời chính xác. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.